một cảnh sát giao thông ở Bắc Giang bị tông gãy chân khi đang kiểm tra nồng độ cồn. Nam shipper tử vong sau cú tông xe trên đường đi giao hàng. Gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ việc chống người thi hành công vụ, khiến dư luận không khỏi bức xúc. Điển hình tại Bắc Giang vừa qua, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn ở huyện Hiệp Hòa, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Bắc Nam đi xe máy với tốc độ cao rồi lao vào tông gãy chân. Ngày 19 tháng 11, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra, xác minh một trường hợp có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 18 tháng 11, Công an huyện Hiệp Hòa triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về người điều khiển phương tiện trên đường vi phạm các quy định về nồng độ cồn, chất ma túy tại km 63+500, đường tỉnh 295, thuộc địa phận thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. Sau khi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 4 xe mô tô di chuyển theo hướng thị trấn Thắng đi xã Mai Đình. Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, hướng dẫn người tham gia giao thông đi vào vị trí cần kiểm soát dành cho làn xe mô tô. Khi đó, xe máy biển kiểm soát 98G1-89139 do Nguyễn Bắc Nam, sinh năm 2006, trú tại thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa điều khiển, chở theo Nguyễn Hoàng Văn, sinh năm 2006, trú tại thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, đi với tốc độ cao. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác, điều khiển xe rách sang phần đường ngược chiều, tông trúng anh NVL, chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Cú đâm khiến cho anh NVL ngã xuống đường, bị gãy chân trái. Sau khi xảy ra va chạm, tổ công tác đã tiến hành đưa chiến sĩ NVL cùng hai thanh niên trên đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, mới đây một người đàn ông ở Bình Thuận trên đường đi giao hàng thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy. Được biết, vị trí tai nạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng khi được đưa đến cấp cứu, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 11 trên quốc lộ 1, đoạn km 1705+300, ngay ngã tư đường Trường Chinh Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thời điểm trên, xe máy biển kiểm soát 18B2-05614 do anh LXL, sinh năm 2000, quê Nam Định điều khiển trên đường đi giao hàng cho một ứng dụng thì xảy ra tai nạn với xe máy biển kiểm soát 86B3-92370 do một nam thanh niên điều khiển. Cú tông làm hai người văng xuống đường. Anh L nguy kịch và được xe cứu thương không đồng Bình Thuận đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu, cách hiện trường chỉ khoảng 100m. Tuy nhiên, anh L đã tử vong do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, hai xe máy ngã giữa đường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn. Được biết, nạn nhân L có vợ con tại thành phố Phan Thiết. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể được người thân đưa về quê Nam Định để lo hậu sự ngay trong đêm. Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng về cả số lượng lẫn tính chất nghiêm trọng. Mới đây nhất, ngày 19 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 11, một nhóm thanh niên điều khiển 3 xe máy cầm theo dao phóng lợn, vỏ chai bia đi trên tuyến đường 419 thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội qua các xã Vạn Kim, Đốc Tín, Hương Sơn. Các đối tượng nẹt bô, rú ga, lạng lách, đánh võng, bấm còi, ném vỏ chai bia vào nhiều quán ăn, quán nước, khiến cho nhiều người dân hoảng sợ, đồng thời làm hư hỏng một số tài sản của các cửa hàng kinh doanh. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ sự việc và bắt giữ 7 đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một số người ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Dương Trí Hiếu, sinh năm 2005, trú tại Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội, dù một số đối tượng tập trung tại khu vực trường tiểu học Vạn Kim đi ẩu đả. Nhóm đối tượng này sử dụng 3 xe máy và đem theo 3 dao phóng lợn. Trên đường đi, các đối tượng lạng lách, đánh võng, bóp còi, rú ga, gây nguy hiểm cho người đi đường. Sau khi đi quanh khu vực xã Hương Sơn, nhưng không tìm được đối thủ, nên cả nhóm đã quay về khu vực đình làng Vạn Phúc, xã Vạn Kim, cất giấu hung khí. Tại đây, cả nhóm gặp VAT, sinh năm 2007, và NDA, sinh năm 2007, cùng trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. NDA đã rủ nhóm quay lại xã Hương Sơn, đánh một người đang ngồi trong quán ăn ở khu vực cổng đền Trình Đục Khê. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an huyện Mỹ Đức ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lực, Phạm Tuấn Anh, Lã Huy Quyền, Nguyễn Văn Nam, NDA, các đối tượng sinh từ năm 2007 đến năm 2002, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an huyện Mỹ Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Trong phần tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý sau đây.
Phụ huynh lo ngại vụ gần 80 học sinh nhập viện sau bữa ăn ở trường. Lương tăng, phụ cấp tăng là ước mong của nhiều giáo viên. Liên quan đến vụ gần 80 học sinh 3 trường tiểu học nhập viện sau bữa ăn tại trường, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã lên kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm tất cả bếp ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú trên địa bàn thành phố. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá, với vụ việc học sinh nhập viện sau bữa ăn tại trường, thành phố đã chỉ đạo các trường dừng ngay việc lấy thức ăn của cơ sở hiện tại, đồng thời kiểm tra đột xuất và đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp thức ăn này. Bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá cho biết, trước đó vào tháng 9 năm 2023 đã có đoàn đến kiểm tra, cơ sở này cơ bản không xảy ra vi phạm gì lớn. Đoàn sau đó nhắc nhở một số nội dung, đề nghị cơ sở thực hiện nghiêm việc lưu mẫu, ghi sổ 3 bước, trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động. Và chỉ đạo cái ngành chức năng đã phối hợp cùng với các thầy cô tiến hành thu thập xong các cái phiếu thông tin đối với những em học sinh để làm cơ sở, để cũng là một trong những cái cơ sở để xác định cái nguyên nhân, là thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo là xây dựng cái kế hoạch kiểm tra và hậu kiểm đối với tất cả các cơ sở mà cung cấp suất ăn sẵn hoặc là bếp ăn tập thể trên toàn địa bàn thành phố luôn. Sau vụ việc nghi ngộ độc, các bậc phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng của mình và mong muốn các cơ quan chức năng, các cơ sở nấu ăn, nhà trường hãy quan tâm chú trọng vấn đề thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn cho học sinh. Mong muốn là trường phải đảm kiếm cái chỗ uy tín á, nấu cho các bé ăn vừa ngon vừa sạch, và cái chỗ nấu thì phải đảm đồ ăn tươi ngon rồi đó, đừng có quá chất hay là cái đồ ăn mà để lâu quá. Hiện các mẫu lưu thức ăn đã được gửi đi xét nghiệm, chưa có kết quả để kết luận nguyên nhân. Tuy nhiên, sự lo ngại của các bậc phụ huynh qua sự việc này cũng là điều chính đáng, khi mà thực tế hiện nay thực phẩm bẩn, kém chất lượng vẫn còn len lỏi trong các bữa ăn tập thể. Thưa quý vị, hòa chung niềm vui, hạnh phúc với sự nghiệp chồng người, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhiều giáo viên cho biết còn trăn trở về công tác giáo dục. Theo đó, họ mong ước nhiều điều hơn cho học trò và cho chính bản thân mình. Không khí ấm áp, nghĩa tình thầy trò trong dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang ngập tràn trên toàn quốc. Cùng với niềm vui, hạnh phúc với sự nghiệp chồng người, các thầy, các cô còn nhiều trăn trở về công tác giáo dục. Dịp này họ mong ước nhiều điều cho học trò và cho chính bản thân mình. Ước mong của mình thì là có tăng các chế độ chính sách cho các thầy cô nói chung, cũng như là các thầy cô đang công tác ở những vùng miền núi khó khăn, ở vùng biên giới hải đảo, để thầy cô yên tâm được công tác hơn. Ước mong ngày 20 tháng 1 mọi người được vui và được hạnh phúc, an tâm để tham gia công tác tốt. Mong muốn sức khỏe nhiều hơn nữa để cùng một người bạn đời cũng làm trong ngành giáo dục là bước tiếp cái chặng đường còn lại, mong muốn là làm sao coi như là các con trẻ sẽ được học nhiều kiến thức. Như thường lệ, cuối bản tin là một số cập nhật về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc trong vòng 10 ngày tới khá ổn định với ngày nắng hanh. Tuy nhiên, có đợt không khí lạnh nhưng yếu, chỉ gây mưa rải rác ở Bắc Trung Bộ. Riêng khu vực Trung Bộ khả năng từ cuối tuần có đợt mưa lớn. Ngày 20 tháng 11, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 10 ngày tới, thời tiết thủ đô Hà Nội ít biến động, ít có khả năng có mưa. Ông Lâm nhận định, sự thay đổi rõ rệt nhất là ở nhiệt độ thấp nhất ban đêm. Từ nay đến đêm ngày 21 tháng 11, nhiệt độ ban đêm luôn ở mức thấp, từ 15 đến 17 độ. Từ đêm ngày 22 tháng 11, nhiệt độ ban đêm tăng rõ rệt, phổ biến từ 19 đến 20 độ, do trời nhiều mây hơn về đêm. Đồng thời, do nhiệt độ ban ngày hầu như ít thay đổi, giữ ở mức từ 26 đến 28 độ, nên chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm từ đêm ngày 22 sang ngày 23 không còn lớn như 2 ngày tới. Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, trong 1 đến 2 ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng. Riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Các khu vực khác trên cả nước, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tuy nhiên, trong thời kỳ từ đêm ngày 21 đến ngày 29 tháng 11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có đợt không khí lạnh, nhưng tác động yếu nên chủ yếu gây mưa vài nơi. Riêng Bắc Trung Bộ từ đêm ngày 23 và 24 tháng 11 có mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Đáng lưu ý, thời tiết Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong bản tin dự báo điểm 10 ngày, từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 11 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết,
không khí lạnh có cường độ suy yếu dần và di chuyển ra phía đông nam Trung Quốc, khoảng từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 11, khả năng được tăng cường trở lại. Rãnh áp thấp xích đạo từ ngày 23 tháng 11 có xu hướng nâng trục lên phía bắc, nối với một vùng hội tụ gió trên khu vực Nam Biển Đông có khả năng di chuyển vào đất liền và tác động đến thời tiết Nam Bộ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.